Sáng 21 tháng 7, tỉnh ủy Hà Nam đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Phạm Sĩ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo ban bộ ngành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể các huyện, thành phố. Tại hội nghị, đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ định đồng chí giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12, điều động chỉ định đồng chí Lê Thị Thủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị, tặng hoa và chúc mừng giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Thị Thủy. Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá, đồng chí Lê Thị Thủy là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau ở cả địa phương và trung ương, như Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, ở cương vị nào, đồng chí cũng có ý chí phấn đấu vươn lên giữ gìn phẩm chất đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, ở cương vị công tác mới, vinh dự rất lớn, song trách nhiệm hết sức nặng nề, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam cần nhanh chóng tiếp nhận công việc, gương mẫu và nêu cao trách nhiệm người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, tiếp tục rèn luyện, trau dồi lý luận, bám sát thực tiễn cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam đoàn kết bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, chương trình công tác triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trước mắt, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, xây dựng nâng cao chất lượng nông thôn mới, thu hút đầu tư, tạo nền tảng cho tỉnh phát triển bền vững, góp phần vào thực hiện thành công nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Cùng đó, lãnh đạo thực hiện tốt chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Phát biểu ý kiến khi nhận nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, cá nhân đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam. Đồng chí nhận thấy đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm to lớn. Do vậy, bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hà Nam đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Tại hội nghị, các đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Phạm Sĩ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Thị Thủy nhận nhiệm vụ công tác mới. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã phát biểu cảm ơn sự tin tưởng, giúp đỡ và tạo điều kiện của Bộ Chính trị, Đảng bộ và nhân dân tỉnh trong thời gian công tác tại Hà Nam. Ở cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, tiếp tục có những đóng góp cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam trên cương vị công tác mới.
sau khi triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những kết quả đã đạt được trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và triển khai thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.